Em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 14 tháng 5 năm 2023 của kênh Lan Rừng Tuyết Kha tại thành phố Cao Bằng. Và số điện thoại để các bác liên hệ mua lan bên em là 0914 996 482 cả nhà nhé. Hôm nay thì em vẫn có những cái mặt hàng như là một số loại lan hài này và một số loại lan kiếm. Đấy thì hôm nay mặc thu em về rất là nhiều luôn. Thì em nhận nhận sỉ mặc thu các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu lấy mặc thu về bán hoặc là vào vườn thì lấy từ 5 cân trở lên thì em sẽ để giá sỉ cho. Thì mọi người đây bên này nữa này, mọi người có thể có được những cái cây lan đẹp. Đấy, đấy là tất cả những mặt hàng này, sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cùng với cả nhà nhé. Đầu tiên là hài hương. Hài hương thì lô hôm nay vẫn là những cái lô cây to thôi, nhưng mà tuy nhiên thì rễ nó bé hơn. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết từng cái hình với cả nhà. Đấy, hôm nay thì hàng cũng về cũng không có nhiều. Cái này số 1 có giá là 250.000 này. Một rễ, rễ này 250 này. Tiếp theo hình số 2 sẽ là 200.000, gồm có 3 cây. 3 cây đây, 1 cây này. 2 cây này. Đấy, cây thứ 3. 3 cây đây. Hình số 2 200.000 3 cây. Hình số 3 có giá là 250. Một rễ gồm có 2 thân, đây là đều là thân tơ các bác nhé. 2 thân tơ, nó bị lỗi cái lá này bị con gì cắn mất này. Đấy, 250. Đây là hình số 3. Tiếp theo hình số 5 sẽ có giá là 200.000 cái cây này. Đây là một cây. Cây này thì bản lá khá là to. Đấy, nó là một ngọn thôi nhưng mà lá to, nó khá nặng. 200.000. Tiếp theo hình số 6 là một rễ có giá là 440.000. Rễ này thì sẽ có, để em xem nào, 1 thân, 2 thân, 3 thân tơ các bác nhé. Đấy, rễ này thì sẽ có 3 thân tơ. Thân giả thì thôi em không tính nữa. 440.000 rễ số 6. Thế còn ở đây sẽ là những cái cây rời. Cây rời, nếu như mọi người lấy một cây thì em sẽ tính giá là 150.000 một cây nhé. Đấy, 150.000 một cây. Còn lấy 2 cây thì sẽ có giá là 250.000 2 cây. Đấy, 1 cây thì sẽ là 150. Còn 2 cây thì em sẽ tính giá là 125.000 một cây. Đây là những cái cây rời. Cây này có hai mầm luôn, hai mầm, thân này thân già này. Đấy. Nói chung là cây to các bác nhá. Cây to. Đấy, 150.000 một cây và 250.000 hai cây. Đấy là hài hương. Tiếp theo. Ở đằng bên này em có quế tháng 8 100.000 một phần nhá. 100.000 một bó. Đấy. Quế trắng tháng 8. Hài cảnh thì sẽ là 50.000 một cây lẻ. Và em có những cái rễ rễ 150 hoặc là rễ 250 tùy rễ nhé. Đấy, mọi người có nhu cầu lấy rễ nào thì báo em để em chọn cho. Còn đằng trên này thì em có hài trần liên 150.000 một phần. Đấy, hài trần liên 150.000 một phần ạ. Hải ngoại thì hôm nay em còn mấy cây này. Cây bu len, cây da van, hai cây này. Và cái cây này là woody. Đây. Đấy thì cái chỗ này em bán hết đi, bán cả 4 cây này luôn thì sẽ là 300.000 các bác nhé. 300.000 cho cả 4 cây này luôn. Đấy, em sẽ không xé lẻ nữa. Ba loại này, bu len, da van và woody. 300.000 4 cây này ạ. Tiếp theo em còn hai bó lan kim tuyến, em bán thanh lý là 90.000 một bó. 90.000 một bó lan kim tuyến, em có hai bó này. Địa lan mạc thu em bán giá lẻ là 70.000 một kg, và bác nào lấy từ 5 cân 5 ký trở lên thì em sẽ tính giá là 50.000 một kg nhé, và em sẽ không bao ship ạ. 70.000 một kg và từ 5 cân thì sẽ là 50.000 một kg. Ở đây em có hài vệ nữ. Đây. Vệ nữ thì em bán giá là 50.000 một kg. Vệ nữ. Còn ở đây em có hạc đỉnh nâu và hạc đỉnh vàng. Em để chung một chỗ này.
Hạc đỉnh vàng thì sẽ là những cái củ nó dài như thế này. Đấy. Còn hạc đỉnh nâu là củ tròn các bác nhé. Cả hai loại này thì em bán đồng giá là 120.000 một kg. Cái này thì nó vừa qua mùa hoa, thế nên là cây nó bắt đầu đâm chồi rồi. Đấy, mùa này thì trồng rất là hợp lý. Không sợ bị chột chết. Đây này, đấy. Mầm này rất là khỏe luôn. Hạc đỉnh vàng thì hoa nó sẽ ra trước đó, trước cả hạc đỉnh nâu. Tuy nhiên là em xem nào. À, cũng có mầm đấy các bác ạ. Đây này, đấy. Cũng có mầm rồi nhá. Mùa này thì hạc đỉnh vàng nó cũng bắt đầu ra mầm rồi. Đấy. Em bán đồng giá là 120.000 một kg. Đây này, mầm này. Nó bắt đầu nhú này. Đấy. À, còn đằng bên này là địa lan bạc diệp. Em bán giá là 80.000 một kg. Địa lan bạc diệp đây nó lên những cái mầm này. Đấy, để này xong bắt đầu mầm nó nhú lên, nó khá là dài rồi. 80.000 một kg địa lan bạc diệp. Địa lan mạc xuân thì sẽ có giá là 80.000 một kg. Đây, đằng trong này nữa, 80.000 một kg. Kiếm đỏ 80.000 một kg. Bạch ngọc và đuôi công em bán đồng giá là 250.000 một ký. Thì hôm nay có một ít đuôi công này, nhưng mà bạch ngọc thì có mỗi tí này thôi. Để em cân xem chỗ này là bao tiền ạ. Chỗ bạch ngọc này được 3 lạng các bác ạ. 3 lạng thì 70.000 chỗ này nhá. Đấy, 70.000 cho hai cái rễ bạch ngọc này. Thế còn đuôi công thì chỗ này em cũng chưa cân. Chưa cân, nhưng mà chắc là cũng khoảng tầm 1 cân này, chắc khoảng 1 ký. Đây còn cái rễ đuôi công này. Cái rễ đuôi công này em bán là 400.000 nhá. Cái rễ đuôi công to này 400.000. Còn ở đây là sẽ là hài gấm này. Hài gấm thì em bán lẻ là 15.000 một lạng, cả ký thì sẽ là 120.000. Hài gấm thì hiện tại một số đang hoa. Đây, mặt hoa đây mọi người ạ. Đấy. Hoa thì khá là đẹp. Mỗi tội là cái số lượng nó cũng còn khá nhiều, nên là giá nó cũng không đến nỗi là đắt. Đó, 15.000 một lạng, một ký là 120.000 lan hài gấm. Tiếp theo là lá giáo. Kiếm lá giáo này em bán giá là 100.000 một kg. Lá giáo thì hiện tại nó đã bắt đầu nhú những cái mầm hoa rồi các bác nhé. Nó bắt đầu nhú những cái mầm hoa rồi. Đấy. Lá giáo này thì sẽ là hoa màu hồng ạ. Tiếp theo hài dâu xanh em bán giá là 10.000 một lạng và 1 ký là 100.000. Hài dâu xanh. Hài coxy 15.000 một lạng, 1 ký là 120.000. Hài táo 30.000 một lạng. Hôm nay thì em có được một bó tiểu kiếm caran hoa xanh. Đấy, caran thì hoa sẽ là màu xanh. Em bán giá là 150.000 một kg. Hài kim thì chỗ này là lá giáo này. Hài kim thì em còn ít thôi, không còn nhiều. Còn chỗ này tổng chắc là khoảng tầm 2 cân đến 3 cân. Đấy, em bán giá là 30.000 một lạng nhé. Hài kim 30.000 một lạng. Cũng có những cây cái gốc nó khá là tím mọi người ạ. Đấy, 30.000 một lạng hài kim. Hài giắc kỳ. Cây to thì sẽ là 40.000 và cây nhỡ thì sẽ là 50.000 hai cây nhé. Giắc kỳ 40.000 và 50.000 hai cây. Hai giáp 15.000 một lạng, 1 ký là 120.000. Hai mốc hồng 15.000 một lạng, 1 ký là 120.000. Ở đây em sẽ có hai Henry cũng là 15.000 một lạng, 1 ký là 120. Hai đuôi công 60.000 một lạng. Dâu rồng 100.000 một kg. Cái dâu rồng này rất là nhẹ, khô nhẹ lắm các bác ạ. Thế nên là 1 ký thì cũng được khá là nhiều. Ở đây có một số rễ nhỏ nhỏ này. Bác nào muốn sưu tầm những rễ nhỏ nhỏ này thì bảo em để em chọn cho nhé. Đó chỉ khoảng tầm 2 lạng đến 3 lạng thôi. Đấy. Tiếp theo kiểu tím miền Trung em bán giá là 350.000 một kg.
cáo, dáng hương đuôi cáo Cao Bằng em bán từ 5 lạng nhé, là 100.000 ấy, 1 ký là sẽ là 200.000 ạ. Còn đây là cái dề kiều mỡ gà em mới ghép. Đấy, em vừa mới ghép thôi. Cái này thì em có để lại để cho các bác xem mặt hoa, bởi vì rất là nhiều khách hỏi em mặt hoa của kiều mỡ gà, thì đây, nó đây ạ. Nó đang nở đây. Cái dề này thì nếu mà bác nào có nhu cầu sưu tầm, cái này về em nhắc lại là em mới ghép thôi mọi người nhá. Đấy, nó chưa ra rễ, chưa bám gỗ đâu. Thì bác nào lười ghép ấy, về mua về chỉ việc treo thôi. Em bán cái dề này là 90.000 nhá. 90.000 cái dề này. Về các bác chỉ việc treo thôi. Đấy. Và tưới tắm để chờ mùa hoa của sang năm. Đây, ở bên này thì em cũng có một dề nữa. Dề bên này sẽ là bản lá to. Đây này, bản lá to lắm. Đấy, hôm nay thì em có hai dề này, 90.000 một dề. Các bác chốt có thể nói là dề đang hoa hoặc là dề chưa hoa giúp em nhé. Đều là kiều mỡ gà. Nhưng cái bên này sẽ là bản lá to. Đấy. Cái này bản lá nó bé hơn. Chậu hài vệ nữ thuần thì là 80.000 một chậu. Đấy, hài vệ nữ thuần 80.000 một chậu. Vệ nữ thuần. Em vừa giới thiệu với cả nhà tất cả các mặt hàng em có bán trong phiên ngày hôm nay. Thì các bác xem có nhu cầu sưu tầm loại nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0914 996 482 nhé. Em xin phép tạm dừng ở đây ạ. Bye bye mọi người.